Ở vòng thi này chúng ta sẽ có một cái màn hò đối đáp với nhau. Dạ. Mà ngẫu hứng hết nha. Chủ đề sẽ là nỗi nhớ xa quê. Khi xa quê hương thì người ta sẽ nhớ về gì? Mái nhà của mình, nhớ cái bếp của mình, nhớ gia đình, nhớ vợ, nhớ con, nhớ chồng, không? Nhớ người yêu, nhớ nhiều cái lắm. Vậy thì hãy tưởng tượng chúng ta là một đôi mới yêu nhau, hoặc là một đôi vợ chồng cũng được. Và chúng ta sẽ đặt tình cảm của mình vào trong những câu hò đó để mà hò đối đáp với nhau nha. Này chắc Toàn trước nha. Chắc vậy luôn đi anh. Lấy xô của Toàn. Đàn ông mà mình đi xa, dạ, mình nhớ vợ mình gì đó, mình hò trước. Dạ. Hò ơi, anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ cành rau muống, nhớ cà dầm tương. Tới em tới tiền mới nhớ canh, nhớ cà, nhớ rau muống thôi mà chưa có nhớ mình kìa, trách người ta đi. Dạ. Hò anh đi anh nhớ ai nè, sao mà không nhớ vợ hai chùm đang yêu. Đó. Hò ơi, mình ơi mình cứ yên lòng, anh đi kiếm việc kiếm tiền về nuôi con. Hò tiền đâu sao không thấy đưa nè, mà sao cứ thập thò trong túi ai. Sao rung dữ vậy? Mình ơi mình hỏi câu này cho anh thấy nhớ, cho anh thấy nhớ. Nhớ ai? Nhớ nhỏ nào? Vừa rồi chưa lạnh lưng. Anh đi anh nhớ quê nào, hay là anh nhớ chỗ nào của ai? Tự nhiên giờ em hết lời luôn rồi. Như vậy là Toàn không đối đáp được với Ngọc Tiên ở cái phần thi này. Như vậy là với cái phần thi mà hò ngẫu hứng này thì Ngọc Tiên đã nhỉnh hơn chút xíu, mang về cho mình 50 điểm. Yeah.